đẹp cho em không có tiền gì. Qua tìm cái ấy đấy, cái ảnh đấy, toàn bộ cả ảnh cả bia là 800. 800 hay bao nhiêu nhỉ? Không nhớ có cái hóa đơn mà bớt. Vì trước đầu cả bà Hường và Thanh đều làm ở đây mà. Phố nhà mình là họ kiểu nhỏ phúng ấy, không phải là làm đây mà họ phúng luôn đường phố, họ phúng luôn, phúng cái bia luôn. Tôi sẽ mua cái hương ở trên phố Hoàng Dương của hội bảy để cho ông chơi với cái ông bà nhà hương này. Mất rồi còn mỗi bà thôi.